Huyền thoại về 10 quái thú siêu quái dị. Hôm nay, hãy cùng Linus Blog tìm hiểu về 10 quái thú siêu dị trong video sau đây nhé. 1. Myrmecolion. Myrmecolion là quái thú đầu sư tử, mình kiến. Loài vật này rất muốn ăn thịt, nhưng vì có phần thân là kiến nên nó không thể tiêu hóa được loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng này. 2. Aspidocelion. Aspidocelion là một con cá voi với chiếc cổ giống như loài rắn và sở hữu một mai rùa khổng lồ trên lưng. Nó được gọi là cá voi rắn. Loài động vật này được cho là có chiều dài cơ thể từ 50 đến 100 mét. Giống như cá voi, quái thú này chủ yếu ăn những loài cá rất nhỏ. Chúng dùng chiếc cổ dài của rắn để bắt con mồi, rồi nhấn chìm chúng xuống dưới nước để ăn. Sinh vật này cũng được miêu tả là chỉ tấn công con người nếu bị khiêu khích. 3. Cá giám mục. Cá giám mục có phần da giống vảy cá và mặc quần áo giống như một vị tu sĩ công giáo. Nó giống như nàng tiên cá phiên bản nam, nhưng thay vì rơi vào lưới tình với người phàm thì nó lại yêu các vị thần. Theo truyền thuyết, người ta đã nhìn thấy một con cá giám mục bơi lội ở vùng biển Baltic. Họ bắt nó rồi đem tặng cho vua Ba Lan. Vị vua này rất muốn giữ con vật lại, nhưng một nhóm giám mục công giáo tại đất nước này đã giải phóng nó sau khi nhìn thấy dấu thánh giá trên người con vật đặc biệt này. 4. Hippocampus. Hippocampus là sinh vật có đầu ngựa và cơ thể của một chú cá heo. Vì vậy, nó được dân gian gọi là loài ngựa biển. Chúng là sinh vật xuất hiện trong cả thần thoại Phoenician và Hy Lạp. Thi hào Homer mô tả nó là quái vật biển, vị thần của biển cả. 5. Atlet. Atlet được cho là người sói bởi nó là con trai của một phụ nữ với chú chó màu đỏ khổng lồ. Quái thú này có nguồn gốc từ những câu chuyện Inuit ở Greenland và bờ biển phía đông của Canada. Theo truyền thuyết, loài Atlet thường xuyên xảy ra xung đột với những người đàn ông và phần thắng luôn thuộc về chúng. Thậm chí, quái vật này còn bị xem là loài vật ăn thịt người khủng khiếp. 6. Cockatrice. Cockatrice là loài vật có đầu của con gà trống, đôi cánh của rồng, đuôi rắn và có thể thở hơi độc hại cũng như có khả năng giết chết ai đó chỉ với một cái nhìn. Sinh vật huyền thoại này xuất hiện phổ biến trong những truyền thuyết của Anh hồi thế kỷ 12. 7. Hippalectrion. Hippalectrion là quái vật nửa ngựa, nửa gà trống. Ngựa là loài vật đại diện cho một chuyến đi an toàn sang thế giới bên kia, và gà trống đại diện cho chuyến đi thoát khỏi ma quỷ. Quái thú này xuất hiện từ thế kỷ thứ 9 trước công nguyên trên những bức tranh của người Athens. 8. Ophiotaurus. Ophiotaurus là loài quái thú nửa bò nửa rắn và có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp cổ đại. Lần đầu tiên, loài vật này được đề cập đến trong một bài thơ Latin của Ovid. Trong tác phẩm này, Ophiotaurus được miêu tả có sức mạnh đánh bại hay tiêu diệt các vị thần nếu chúng bị thiêu sống. Một trong những cách để tiêu diệt những con vật hay vị thần mạnh nhất trong vũ trụ là đốt một nửa ruột của bò và một nửa ruột của con rắn. 9. Scylla. Scylla là sinh vật có 12 chân giống như xúc tu, đuôi của loài mèo và có 6 chiếc đầu chó ở xung quanh eo. Loài vật này được nhắc đến trong trường ca Odyssey của người Homer. Trong đó, nó là một nữ thần biển khổng lồ và trở thành nỗi ám ảnh của những người đi biển ở những nơi eo biển hẹp đối diện với xoáy nước Charybdis. Tàu thuyền đi lại gần khu vực sẽ bị 6 chiếc đầu chó nuốt chửng. Cũng theo truyền thuyết, Scylla từng là một nữ thần xinh đẹp nhưng bị phù thủy phù phép khiến cô trở thành quái vật. Lý do là vì mụ ghen tị tình yêu của cô với thần biển Glaucus. 10. Tekines. Tekines là bốn nhà phù thủy, có đầu chó, chân trèo như thể cá để thay cho tay. Những phù thủy này đã chọc giận chúa trời khi sử dụng ma thuật vào các mục đích nguy hiểm. Cụ thể, họ đã bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực giả kim thuật khi trộn nước từ sông Styx với lưu huỳnh, tạo ra những cỗ xe động vật khiến nhiều loại động thực vật bị chết. Vì vậy, chúa trời đã sai con người tiêu diệt loài quái thú này. Trên đây là 10 loại quái vật thật kỳ dị, bước ra từ những truyền thuyết khác nhau. Các bạn có ý kiến gì về những loại quái vật này? Hãy để lại comment chia sẻ quan điểm
và cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.